Một nghiên cứu chỉ ra các tác hại của việc uống rượu vừa phải. Một nghiên cứu mới thách thức chỉ dẫn uống rượu vừa phải 1 đến 2 ly mỗi ngày có thể tốt cho sức khỏe. Nghiên cứu được thực hiện tại Trung Cộng, các nhà nghiên cứu cho biết uống rượu vừa phải cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ và cao huyết áp, tuy nhiên vẫn chưa có bằng chứng cho thấy một lượng rượu nhỏ có thể ảnh hưởng đến chức năng tim. Những người uống rượu từ 1 đến 2 ly mỗi ngày trước đây được cho là có nguy cơ đột quỵ và các vấn đề về tim thấp hơn so với những người kiêng rượu. Tuy nhiên, các nhà khoa học không chắc liệu có phải lợi ích này là do rượu hay những người kiêng rượu có vấn đề khác về sức khỏe. Richard Peto, một nhà nghiên cứu kỳ cựu của Đại học Oxford cho biết, không có cơ sở khoa học nào cho thấy rượu có thể giúp chữa lành hoặc bảo vệ sức khỏe. Petro gợi ý, nghiên cứu nên áp dụng rộng hơn đối với công chúng ngoài Trung Cộng với mọi loại đồ uống có cồn như bia hoặc rượu. Nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Cộng được công bố vào thứ Năm trên tạp chí Lancet. Các nhà nghiên cứu cũng đã tính đến các yếu tố di truyền học. Hai biến thể phổ biến ở người Đông Á có thể khiến người uống bị dị ứng. Đối với những người có biến thể khác, uống rượu sẽ làm da họ chuyển sang màu đỏ, tăng nhịp tim, buồn nôn hoặc đau đầu các biến thể gen xảy ra ngẫu nhiên, do vậy các nhà nghiên cứu cũng thiết kế một nghiên cứu ngẫu nhiên. Các nhà khoa học Trung Cộng đã theo dõi hơn 500.000 người trong một thập niên và ghi lại các hồ sơ y tế của những người được theo dõi, bao gồm cả việc họ hút thuốc hay tập thể dục. Khoảng 160.000 người tham gia có hai biến thể gen, trong số những người đàn ông thuộc nhóm này uống rượu không quá 4 ly mỗi ngày nhìn chung nghiên cứu cho thấy rượu làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 1 phần 3 cho mỗi lần uống thêm trong ngày. Các nhà nghiên cứu không tìm thấy tác dụng sức khỏe của việc uống rượu vừa phải. Trong một bình luận trên tạp chí, các tác giả nghiên cứu kêu gọi kiểm soát chặt chẽ hơn với rượu và nói rằng các rủi ro do uống rượu đã bị đánh giá thấp. Siêu Lun Ao và Dr. Tai Hin Lam của Đại học Hồng Kông viết, ngành công nghiệp rượu đang phát triển mạnh và cần được điều chỉnh tương tự như ngành công nghiệp thuốc lá.